Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh. Ngày hôm nay thì em sẽ quay cho mọi người xem cái nhà mới của em như thế nào và nó rộng ra sao. Thì bắt đầu sẵn tiện đi qua bển thì mình sẽ chở đồ qua bển luôn cho các bạn xem ngày hôm nay mình thồ được bao nhiêu đồ nha. Đây ông xã mình anh đang gom đồ bỏ xe bên cái xe kia. Bên xe kia hiện tại giờ là không có ghế, không có gì hết, không ai ngồi hết, thì sẽ chở được rất là nhiều đồ ha. Đây nè, đó. Đó, mọi người thấy không? Cái chiếc xe này được trước ha. Lúc mà mới tập lái làm chạy chiếc này nè. Rồi ok, bây giờ mình coi tới chiếc xe của em ha. Đây cái chiếc xe màu trắng của em nè. Đó, chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh của em nè. Chiếc Honda Fit. Đây, thì em chở đồ em chất vô sẵn rồi nè. Chất vô hôm qua định chở mà ba Henry không có về cho nên không có chở được. Đây, bây giờ đây. Bên đây nữa. Đó, quý vị thấy không? Chất đầy nhóc luôn. Một xe luôn. Biết sao nữa. Đó, em chất đầy một xe luôn thấy không? Vẫn chừa cái lỗ này đây để ngó đường. Cái này kho xích của Henry. Đó, rồi ok, go. Bên đây là của Henry ngồi. Đây. Hả? Ba đang lái xe bên kia, ba dùng Google, không có lấy điện thoại được. Đây, thì chừa cái này dây dép nè, chừa cho Henry cái đường này leo lên và đi ngồi ở đây. Đó, giờ chở Henry đi theo. Ok, go. Đó, bây giờ hai mẹ con chuẩn bị xuất phát, chờ ba đi chung. Chờ ba lái xe đi chung. Nha. Ok không? Ok. 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 Ok rồi, giơ lên này, giơ lên. Ok. Giơ lên. Đúng rồi, ok. Bây giờ nói nè. À, cái gì? Gì? Hết sảy. Hết sảy gì? Đúng rồi. Giờ làm lại nha, 1, 2, 3. Hết sảy. Đúng rồi. Ăn hôm qua anh gì không ăn xong cái ông vỗ tay cái bẹp vậy nè, cái mỗi lần ăn xong cái vỗ tay cái bẹp, cái em thấy ảnh vỗ tay cái bẹp vậy, cái thấy vậy em mắc cười, em dạy nó luôn, em dạy nó là hết sảy con bà tắm. Đây, mẹ em thứ 8. Bây giờ nói lại nha, 1, 2, 3 hết sảy cháu bà tắm. Hết sảy cháu bà tắm. 1, 2, 3 hết sảy. Hết sảy gì? Nó sẽ chắc mà tắm. Cười cái mặt cười. Ok, bây giờ em hai mẹ con đi trước. À, hai mẹ con sẽ chạy vào bển trước. Tại vì chắc em sẽ ghé ngang cái chỗ gần bánh mì DC á, em bỏ mấy cái bịch đồ, mấy bịch đồ mà em mặc bị chật á, mặc bị chật rồi xong rồi bỏ vô cái chỗ mà nó đồ nê đó, cho bớt. Cho mấy bịch nè, bỏ quăng mấy cái đồ cũ, đồ dơ rồi quăng bớt. Rồi xong có đầu cái chở ba cái dòng về chở thêm chuyến hay chuyến từ đây tới tối nữa chắc cũng được ba chuyến mà đồ của em nó cũng ít rồi, mà mượn cái chiếc xe truck bự bự á, nó có cái có cái thùng hoặc là có cái cốp bự á, cái mình chở mấy cái nệm rồi là xong, mà nhiều khi chở 2 ngày 3 ngày là xong. Chứ có mình á, mình mướn, kiểu mình mướn xe. Mướn xe thì ông xã nói là mướn xe không là hết 300 mấy gì đó. Rồi mướn thêm 2 xì nữa, kinh giác phụ mình trong một cái ngày đó. Thì bưng đồ ra rồi xong rồi chất lên rồi đi qua tới đó cái bưng ngược xuống rồi bưng vô nhà kiểu vậy đó. Thì mình mướn nó vậy thì nó nói là 200 một đứa. Mà mướn 2 đứa thì 400 với tiền xe nữa. Tiền xe nữa là 400 với 300 à. 300 là 700. Đó, ông nói trời đất ơi, một ngày mà mướn 700. Nhiều quá, thôi mấy gài mua nhà xong hết tiền rồi, nhà băng không còn tiền nữa. Thôi, hai chồng gắng tiết kiệm chở đồ đi. Với phần đồ của em cũng không có đồ nặng. Không có đồ nặng nhiều, cho nên thôi bây giờ chở đi từ từ, tha từ từ đi. Cho nó đỡ tốn. Chứ ảnh nói mướn mắc quá, rẻ rẻ, ví dụ như
bữa mà xì giờ nó ăn mắc lắm, nó 200-300 một ngày á, hình như qua anh nó 300 hay sao á. Tại vì bây giờ là đi làm á, là tính ra là anh nói là nó tính là 40 mấy đồng một giờ đó, nó nhận á, nó đi làm cho mình á, là mướn nó là nó tính 40 mấy đồng một giờ á. Tại nó biết là contraction thiếu 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 người á, thiếu người kinh giác đồ á, cho nên tụi nó làm nặng á, tụi nó kê giá trên trời á. Mà lúc đầu á, người ta mướn nó là tại vì do nó đứng ở ngoài City 11 á, cái giống như là đi bốc vác thì đó, cái kiểu ở Việt Nam mình gọi là bốc vác thuê đó mọi người. Thì nó đứng đó gì đó, ai cần á thì ra mướn nó. Dạ, yes, yes. À, ví dụ như ai cần á thì ra ngay chỗ đó, cái đồng mướn nó thì nó làm. Rồi ghi rồi bắt đầu cái nó cảm thấy làm được á, cái nó thấy người ta kêu hoài, người ta kêu nhiều á, bắt đầu cái về nó lên giá. Giờ giờ ngồi chờ ba nó bưng đồ ra xe. Tại cái này hôm qua em bưng ra sơ xong hết trơn rồi, hôm qua đi học rồi còn chở thêm đi theo nữa mà. Còn chở thêm đi theo trên xe chạy gì vòng vòng. Chở luôn cái đống đồ này đi luôn. Hôm qua em định là nếu như hôm qua mà bển là em chạy xe qua bển trước là em được một chuyến nữa rồi. Rồi hôm nay em đi một chuyến nữa là chuyến thứ hai. Ba nó không chịu đi, ba nó kẹt xe quá ba nó không chịu đi. Nhà quý vị, cái tay em giờ nó ngứa nè, nó ngứa cái đầu cái nó làm da. Quý vị thấy không? Nó làm nó kéo da già nè, thấy không? Đó, nó kéo da già nè, thấy không? Đó. Đây nè, đó, da chết nè. Cho kiểu mình gãi quá cái nó bị da chết á. Cái nè, thấy không? Gỡ cái nó ra lớp da nè. Xì. Đó, quý vị thấy không? Nè, bên đây em gỡ em xé một cái lớp da chết ra nè. Nó rụng một lỗ rồi, thấy không? Ghê. Yeah. Nè, da chết nè, đó. Bắt đầu mấy cái này bắt đầu nó kéo da nha. Cái nó làm cái da của mình nó mất cảm giác đi. Rồi xong bắt đầu nó cứng cái da lại, nó cứng da lại bắt đầu nó lột ra. Kiểu vậy đó, nè, bắt đầu nó lột ra nè quý vị, thấy không? Bởi vì quá chất mà hầu như là hai làm cũng bị hết trơn nha quý vị. Chứ không phải là nói chung là mấy mươi phần trăm người bị lận. Tỷ lệ tới 60 mấy% người bị lận. Có người thì uống thuốc hết, có người hút thuốc hết. Mommy. Yes. What happened? Gì? Chuyện gì? Đây là gì? No way. Mẹ đang nói chuyện cô chú mà đừng hỏi có mẹ gì. Tầm bậy hết sức rồi. Tầm bậy quá trời tầm bậy luôn rồi. Cười. Rồi bây giờ nó ngứa rồi, quý vị thấy không? Trời ơi nó ngứa chết em luôn. Ê. Dạ lấy thuốc xúc vô. Lấy thuốc xúc vô ngứa quá. Cái tiếp này nè, tiếp thuốc này em mua là 80 đồng đó quý vị. Tiếp này nè. 80 đô la đó. 80 là một mấy triệu bạc đó. Nè, chưa? Mua là có bảo hiểm á, là nó không phải bảo hiểm, mua là có đơn bác sĩ mới mua được á, 80 đô một tiếp đó. Mà ở bên đây á mình mua đem về Việt Nam xài good lắm luôn á. Mà ở bên đây mình xài á, chắc do mình quá chất nhiều quá cho nên sức không xi nhê xi nhiếc gì chân. Ngứa lại thôi à. Tối uống thuốc mà tay bên đây thì ok nè, mà tay bên đây vẫn còn bị. Chắc do tay bên đây mình cầm cái tay của khách á, nó bị dính á. Còn tay bên đây thì mình hạn chế cầm tay khách á, mình chỉ cầm dũa thôi thì nó ít ngứa lại. Làm neo thời gian nè, tốn tiền với bác sĩ với gì chồng em, ông không chịu cho em làm. Ông nói làm biết rồi tay chân hư hết rồi nuôi bác sĩ nữa. Nhưng mà do làm neo tiền có tiền tê nhiều ham, khách nó cho tiền tê ham làm tiền nó nhàn, nó công việc nó cũng nhẹ nhàng nữa. Muốn nghỉ muốn làm giờ giấc nó linh động với công việc mình dễ sinh. Nè, các bạn thấy nó nổi u, nó u nặng ha. Đó, nó nổi gai xù hết trơn, thấy không? Nè, các bạn thấy không? Đó là nó ngứa đó. Ý, trời ơi, nó ngứa quá. Ok, bây giờ đi mua cà phê uống. Let's go. Let's go. No, để ba xài Google, không có đòi. Ok. Hạn chế chơi lại, chơi riết rồi hư con mắt, con mắt nheo nheo. Con mắt nheo nheo đâu? Mắt nheo nheo đâu?
Ừ đó, con mắt nheo nheo đó. Tối nào cũng nhỏ mắt hết trơn mà rồi chơi hoài à. Chơi một ngày hả, mười, mười mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhỏ mắt. Hư mắt đó, mốt là đuôi luôn á nghe chưa. Có nghe mày dặn không? Dạ. Ok, bây giờ go nha. Go. Go. Tình 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 tình. Happy birthday ai? Dragon. Phải không? Mà hôm qua ảnh gọi anh hát hoài luôn không cô chú. Hát là happy birthday dragon, happy birthday elephant, happy birthday dinosaur. Anh gọi anh hát vậy đây. Mà hát hoài luôn happy birthday, mà hát nguyên một bài vậy nha. Tới cái đoạn nào cái anh chêm cái tên của con nó vô. Henry, ngồi thẳng lưng lên. Bù clip nó bắt bây giờ, xếp eo cái bụng lại chưa? Xếp eo lại. Cái bụng gắn cái bụng này, gắn cái bụng này, nít cái bụng này, nhanh lên, ngồi nịch cái bụng lại đi rồi mày cho chơi điện thoại, rồi nịch bụng lại, xích beo lại, beo đâu, kéo lên, kéo beo lại, để coi anh làm sao, ok chưa? Hôm qua ở nhà chơi ảnh vui, chơi nhà nguyên nhà chơi vui, hai mấy con la quá trời la tới hôm sáng hôm sau khang tiếng cười rồi la rồi hét khang tiếng. Qua 12 giờ vẫn còn la hét ở dưới lầu ồn ào. Mấy ngày hai bà con em ồn ào lắm. Nhoi như cái chợ vậy đó. Hai bà con nhoi như cái chợ rần. Giống như chợ trong hổm vậy đó. Ok. Hôm mình đã tới đây rồi quý vị. Xe đã đậu rồi. Đó, bắt đầu vô nhà thôi. À. Ông xã mình đang mở cửa hết. Dọn qua. Đi vô, em đang bụng anh. Đi vô này. Trái mâm trái cây mình cúng nữa là nước đai ở đây. Ok, rồi bây giờ sẽ quay cho các bạn xem nha. Căn phòng, căn nhà này của mình đó, ở khúc này nó có một cái ban công đó, ban công thì mình có thể trưng bông trưng hoa ở đây, mình trang trí cũng được ha, hoặc ngồi chơi cũng được đó. Đây là cái phòng khách đó, phòng khách để mình quay đó, quay diện rộng cho bạn xem. Đây là phòng khách đúng không? Rồi ở chỗ này thì là cái nhà phòng bếp, chỗ bàn ăn của mình đó, các bạn nhìn thấy rộng ha. Thì cái cửa bước vào góc bên đây đó, anh xã mình đi vô đường đó thì cái cửa bước vào ngay đây đó, cửa bước vào ngay đây đó, rồi bắt đầu đi cầu thang lên đây đó. Đi cầu thang lên đây thì đi qua đây tới phần đây sẽ là phòng khách đúng không, và quẹo qua đây thì sẽ là nhà bếp. Đây là nhà bếp nè đó. Rồi ra lại còn đây là cái toilet. Bước vào đây cái toilet, để cho sử dụng ở dưới nhà bếp này nè, ví dụ khách khứa hoặc là mình nấu ăn uống rồi mình có cái toilet mình sử dụng đây. Đây bước tới là cái nhà bếp ha, tủ lạnh, rồi bên góc bên tay trái này tủ máy rửa chén, tủ rồi bếp điện, rồi
ở chỗ này là hôm qua mình cúng thần tài thổ địa đây nè, thần tài ông táo nè, đó mình để đây, ok xin phép để về nhà mới ở. Microwave ở trên, tủ nhỏ, cái bếp này cũng khá là rộng ha quý vị ha, rộng rãi. Rồi bên đây là có cái khuôn viên nhìn thẳng ra ngoài sân, ngoài sau đó, trồng cây trồng cối ngoài này đó. Nhìn qua đây thì có một cái cửa thông gió ngay đây, cửa bự thông gió ngay đây đó, tủ lạnh ngay đây ha. Đi qua đây là cái chỗ hồi nãy mình nói mình đang ngồi ăn á, nhìn ra ngoài này thì là đó, cái phòng ây da cái chỗ này thì ra ngoài sân chơi nè, trên đây nó có mái hiên á, ngồi ngoài sân chơi chỗ này cũng được ha quý vị ha. Đó lá lú không. Rồi cái cây ở ngoài sau, ở sau có mấy cái cây thì mùa hè thì có mấy cái cây này cũng sẽ làm cho cái nhà mình nó mát đó. Cái chỗ này cũng khá là rộng để mình có thể ngồi đây nướng thịt, đồ ăn nhậu ngoài này cũng ok nha mọi người ha. Đó rồi tiếp tục mình đi vào nha. Thì căn nhà này với cái nhà đường Anadeo của mình, nó chạy qua đường bển chạy qua đây thì cách nhau 20 phút nha quý vị, 20 phút, mà nếu như chạy ra Eden thì khoảng nửa tiếng đó, đi Eden thì khoảng nửa tiếng chứ cũng không có xa lắm. Rồi bắt đầu mình sẽ đi lên lầu review cho bạn xem nha. Thì bước vô nhà đúng không, đây là cái cửa đi vô, thì đi xuống dưới đây là basement. Rồi bây giờ mà thôi mình review phòng trước đi ha, giờ mình sẽ đi lên lầu. Đi cái chỗ này, đứng cái này nhìn xuống, nhìn xuống ngắm nghía ở ngoài kia có cái chỗ công viên cho mấy đứa nít chơi nè, là nó thu tiền hoa của mình là 270 cho 3 tháng. Ok rồi đi lên lầu, đây là lên lầu ha, lên lầu đây. Quẹo tay phải là một cái phòng master bathroom, cái phòng bự, cái phòng phòng to, phòng bự nhất nè. Nó gồm có 3 phòng và 2 nhà tắm. 2 nhà tắm full, 1 half. 2 nhà tắm và một cái toilet. Thì cái phòng này hai chồng mình sẽ ở phòng này. Đây là cái tủ đựng đồ, ok. Đây là tủ đựng đồ đây của mình. Tủ đựng đồ nè. Thấy chưa? Rộng ha, rộng rãi ha. Tha hồ mà đựng ha. Ok. Đây là phòng lớn của mình nè. Cái chỗ này á, mình nhìn ra là rất là thông thoáng. Nó có ánh sáng mặt trời chiếu, 2 cửa sổ luôn. Một cái cửa sổ thiệt là to góc bên này, cùng với một cái cửa sổ nhỏ bên kia ha. Mình thích nhất là phòng mà có đầy đủ ánh sáng như thế này. Đó, rồi bên đây thì mình quẹo qua đây ha. Quẹo phải là phòng, bên đây quẹo trái ha, là phòng toilet nè. Đó, mở đèn lên hết nè. Đó. Toilet rộng ha, 10 ha, rộng tha hồ luôn. Đó, và cả lồng cộng rồi đi vô cũng không có bị trúng nữa ha. Nhà tắm đứng, bồn có bồn tắm nằm. Rồi, ở bên đây. Cái này là tủ đựng đồ, đựng ba cái đồ linh lọc bạc á mà. Bên đây nữa, bên đây cũng là cái tủ luôn. Đó, tủ đựng đồ luôn ha. Ok, tiếp tục. Review cái phòng thứ hai. Đây là cái phòng thứ hai. Đây. Ủa ngồi vậy, cái phòng thứ hai này không có đèn. Không có đèn phòng thứ hai này đâu. Má ơi, kì vậy. Ok, cái phòng thứ hai này không có đèn nha quý vị. Má ơi, vậy phải làm cái đèn thứ hai ở cho cái phòng này rồi. Đây cái phòng thứ hai là phòng này bự hơn. Phòng trung. Mùi không phải bự hơn mà là phòng trung nha. Thì bên đây có một cái tủ đựng quần áo ở đây ha. Rồi bên đây á, có một cái cửa sổ rất là lớn để đón ánh nắng mặt trời. Cái này là đón ánh nắng chiều. Cái mặt trời góc bên này là mặt trời chiều. Cái này thì sẽ là đón ánh nắng chiều, còn phòng của mình bên kia là đón ánh nắng sáng. Ok, bây giờ tiếp tục qua đây. Và phòng nhỏ, đây là một cái phòng nhỏ. Ủa sao ngộ người ta? Hai cái phòng này nó không có đèn ta. Nó thiết kế gì lạ vậy trời. Ơi, đây. Đây là cái phòng. Chỗ này, mình biết rồi, Mỹ nó xài đèn cắm quý vị, nó xài cái đèn cắm vô để một góc vậy đó, chứ nó không có xài đèn trần giống như người châu Á mình thích. Cái kiểu này là thiết kế dành cho xài đèn cắm. Phòng này sẽ bị phòng nhỏ hơn nè ha. Phòng nhỏ hơn, đó, bên đây
cũng có một cái tủ đựng đồ nhưng mà khá là rộng so với cái phòng mà mình đi xe, thì chắc cái phòng này thì nhỏ hơn cái phòng của chị Loan mà mình thuê. Phòng của chị Loan mình thuê thì khoảng tầm bằng cái phòng này, bằng phòng bên đây, còn phòng bên đây thì to hơn và gần như là phòng nào cũng không có đèn hết, không có đèn trần, không có đèn trần, chỉ có họ xài đèn cắm thôi. Đây nè, có rất là nhiều ổ cắm nè, cho nên nhà có tùy nhà họ thiết kế nha. Cái này về chắc mình kêu ông xã mình làm một mớ cái đèn trần ở trên đây, chứ mình không có thích xài đèn cắm. Đèn cắm rất là chiếm diện tích, khi mà mình để á nó bị mất cái diện tích lắm. Rồi chỉ có toilet là có đèn thôi, má ơi giờ mới để ý. Ok, bây giờ mình xuống lầu ha. Đứng trên lầu nhìn xuống nè, thấy thông thoáng chưa? Đó, mình được hai cái bạc kinh hai góc bên đây nè, sát góc bên đây nè, đó hai cái bạc kinh này của mình. Ok, bây giờ đi xuống lầu nha. Đi xuống lầu review cho các bạn xem cái basement. Ở đây á, khi mình đi vô, đây là cửa chính đúng không? Đi vô xuống đây là sẽ là basement dưới này. Basement nó nằm dưới đây. Đó. Thì bước vô đây có một cái cửa ngăn lại. Có một cái cửa ngăn lại để khi mình có để đồ gì ở đây á, người ta nhìn không thấy. Rồi á, cái này mình mở ra thì nó sẽ là một cái phòng khách, giống như là cái phòng khách để đồ, chứa đồ gì đó. Quẹo bên tay phải thì chỗ này sẽ là cái phòng giặt. Đây cái phòng giặt nằm bên đây. Đây cái máy giặt nằm ở đây. Máy giặt máy sấy nằm đây. Máy giặt máy sấy nằm đây thì đóng lại. Đóng cửa lại. Thì cái phòng này chỉ có thể để chứa đồ thôi. Chứ nếu như mà ở á, thì không được, tại vì ngay chỗ này là cái máy nóng lạnh. Cái này gì đó, máy hít in bình nước nóng. Đó. Rồi. Cái này là ổ điện. Chỗ này là ổ điện. Đó. Chỗ này nói chung là cái khu vực này là để dành cho điện đốm rồi để sửa cái nhà đó. Thì đi ra chỗ này là cái phòng nè. Mở đèn lên cái đã. Đó, thấy chưa? Đây, bên đây có khu viên bự như thế này. Ví dụ như ai mà ở dưới basement này á, thì chỗ này sẽ là cái phòng ngủ đúng không? Đây sẽ là cái phòng ngủ đúng không? Thì đi ra ngoài này sẽ là cái phòng ăn, ngồi đây ăn uống đúng không? Nhưng mà chưa có cái phòng nấu thôi. Cái chỗ này là cái tủ đựng quần áo nè, nó thiết kế dành cho người ta share phòng được luôn nè, thấy không? Đây là tủ quần áo, rất là sạch sẽ luôn. Đồ dởm không à, bung mẹ nó rồi nè, bung mẹ nó cái góc này rồi nè, mở ra nó bung cha nó rồi. Rồi bên đây đó, thấy không, thoáng mát sạch sẽ chưa. Ok, bên đây rộng rãi và đây là cái toilet nè, cho các bạn xem. Mở đèn lên đó. Đó, bên phải là toilet, bên trái là nhà tắm. Nhà tắm đứng ở trên, ở đây là nhà tắm đứng, ở trên lầu là nhà tắm bồn tắm, ở đây là nhà tắm đứng đó, sử dụng đó, tiện và lợi không. Thiết kế ở dưới này là không, nếu như ai mà thuê dưới này thì không cần phải đụng chạm với chủ trên lầu. Đóng cửa lại như thế này là sẽ không có đụng chạm với chủ trên lầu luôn đó. Nếu như mình cho thuê dạng mình cho thuê một gia đình đó, hai vợ chồng dưới này ở thì sẽ không có đụng chạm gì trên lầu hết, thấy không, rộng rãi không. Còn nếu không á, mình ngăn ở đây lại nè, mình ngăn ở đây lại, mình làm cánh cửa ở đây, thì bên đây một phòng nhỏ, đây một phòng nhỏ, là hai cái phòng này tương ứng với nhau, hai phòng tương ứng với nhau. Nhưng một phòng này được cái là nó có cái cửa sổ thông gió này đó. Còn bên đây thì nó không có, bên đây nó có đó. Rồi đó, thì ở thì sẽ đóng cái này lại, sẽ không có ảnh hưởng tới chủ đó, đỡ ồn ào, thấy chưa. Các bạn thấy sao, các bạn thấy căn nhà mình sao, rất là thông thoáng. Ủa anh nói chuyện ngay anh, anh chồng mình muốn chuyện với hàng xóm hay sao? Thì cái căn này mình mua là ông xã mình xem, mình là người đi xem, mình chọn 4-5 căn gì đó,
thì mình lên mình xem xong mình thấy được đó là cái căn này giá của nó là 400 450 mà giảm giá 15 ngàn thì 450 là tất nhiên 440.900 á, thì nó giảm còn là 435.000 thì mình thấy nhà lúc đầu mình thấy trên đó nó ghi cái diện tích là 1.008 square feet và những cái căn kia mình coi là 1.006 square feet, nhưng mà tới cuối cùng khi mình coi lại á, mình xem những căn nhà đó đó thì mình coi trong những cái căn đó chỉ có cái căn này là rộng thôi, cái bề ngang rất là rộng luôn, từ đây bạn thấy từ góc bên đây qua góc bên đây luôn rất là rộng, nhưng mà mình coi mấy cái căn kia đó thì giá nó cũng từ 350 cho tới 330, dao động từ, tại vì mình lựa là cái những cái căn mà 3 tầng giống như là ở trên lầu chính giữa và dưới đất vậy đó, thì 3 tấm như vậy á, là dao động từ 300 mấy. Ở cái khu vực này nha, Lawton là khu vực Springfield và Lawton, hai cái nó giáp ranh với nhau thì có mới có giá 300 mấy thôi, chứ còn xích vào trong cái khu mà Annadale Fairchurch rồi đó thì nó chỉ có diện tích khoảng 1.001 square feet cho tới 1.500 square feet thôi, thì giá nó 300 mấy cho tới 420 đó. Thì mình tìm được cái căn này, lúc đầu á là mình coi những cái căn kia á, thì nó bằng cái mí này nè, cái mí cầu thang này nè, cho tới cái bên đây thôi là nó nhỏ hơn khoảng 2 mét, là từ cái mí cầu thang này qua tới bên góc bên đây thì nhỏ hơn khoảng 2 mét như vậy. Mà các bạn biết mà nhỏ hơn 2 mét mà cái chiều dài như vậy là cái nhà nó nhỏ hơn rất là nhiều, và các bạn sẽ không thiết kế được nhiều. Ví dụ như giờ cái nhà nhỏ như vậy thì coi như cái toilet này nó sẽ chiếm ra tới đây, đúng không, là cái toilet nó sẽ để từ góc cầu thang này cho tới cái mí này thì mới làm được một cái toilet, đúng không. Đây mình quay lại đây mọi người, nếu như mà từ 2 mét đó thì họ sẽ tận dụng từ cái góc bên đây cho tới cái góc bên đây nửa chừng này, tới đây thôi thì họ sẽ làm toilet, thì tất nhiên là cái nhà mình chỉ khoảng từ đây thôi, từ đây qua tới đây thôi, đúng không. Cho nên á, những cái căn đó mình coi á, là nó nhỏ như vậy nè, cho nên cái bếp đồ, cái phòng khách đồ nó cũng nhỏ hơn, nó rất là nhỏ và mình cảm thấy nó rất là chật. Nhưng mà đối với cái căn này mình nhìn mình rất là ưng ý, thứ nhất là ưng ý về cái phạm vi nó rộng và cái màu sơn nó cũng đẹp. Với một phần nữa là nhà này á, thì họ cũng đã sửa nhiều rồi cho nên nhìn nó cũng đẹp hơn. Đó các bạn thấy rất là thông thoáng và đẹp ha. Đó, mọi người nghĩ sao về căn nhà này của mình? Các bạn có thích không? Tại vì ở Springfield mà cái khu vực này đi xa khoảng nửa tiếng, nhưng mà với cái diện tích như thế này và giá như thế này là cũng good lắm rồi đó mọi người. Nhà mới không có bị hư nhiều, không có sửa nhiều. Đó các bạn thấy không? Cái nhà bếp cũng khá là rộng rãi. Có những căn á, nhà bếp nó nhỏ lắm, đứng quay qua quay lại là đụng tay đụng chân, rất là khó nấu nướng. Nhưng mà khuôn viên này rất là rộng, mình có thể đặt cái bàn chỗ này để mình để đồ ăn, rồi khi mình nấu xong mình bưng ra mình để đây kiểu gì đó. Đó mọi người ơi, nhìn thấy một góc trời Việt Nam không? Đó mọi người thấy một góc trời Việt Nam không? Cúng kiến đàng hoàng nha, có thờ có thiên có kiên có lành nha quý vị. Đó cho nên đó hả, em làm tin tưởng mấy cái vụ mà thổ thần đất đai ông bà chứng giám lắm nha mọi người. Nè em mua cái bình hoa này, em mua cái bình hoa này là nó hợp với cái tuổi của em nè. Đó mâm trái cây này em tự mua, em tự lên em tự bài tự biện tự cúng nè mọi người, ông xã em không có biết gì hết trơn á. Mấy cái vụ mà cúng kiến này ông xã em cũng dở lắm mà không có rành. Nãy giờ em đâu quay phim chồng em, ổng một mình ổng dọn nè. À, thấy không, bây giờ sẽ xuống dọn phụ với ổng nha. Ta 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 ta. Hello anh trai, hello anh đẹp trai. Rồi thôi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video mình ngày hôm nay nha. Xin phép kết thúc video và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Nếu các bạn có thể thích video của mình và thích cái cuộc sống của mình hiện tại thì nhớ đừng quên đăng ký subscribe để theo dõi những video kế tiếp nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người. I love you. Bye bye.